Theo hãng tin Reuters, tình trạng tuyết rơi dày gây ra một trận tuyết lở dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan khiến nhiều người thương vong. Riêng ở tại Pakistan đã xảy ra hai vụ lở tuyết liên tiếp. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, ít nhất là 10 người đã thiệt mạng và 3 người bị vùi trong tuyết. Vụ lở tuyết đầu tiên xảy ra tại làng Sichuan thuộc huyện Sichuan. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 phụ nữ và 4 trẻ em. Lở tuyết đã vùi lấp 8 ngôi nhà vào rạng sáng ngày 5 tháng 2 theo giờ địa phương. 3 người đã được cứu sống trong đống tuyết, nhưng vẫn còn ít nhất là 3 người khác bị mắc kẹt. Còn tại Afghanistan, có ít nhất là 19 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do tai nạn khi tuyết rơi dày. Thủ tướng Pakistan tuyên bố cơ quan quản lý thiên tai quốc gia sẽ phối hợp các nỗ lực cứu hộ và thu xếp trợ giúp y tế, thực phẩm và nơi trú ẩn cho những người bị ảnh hưởng.